phi hả chị? Không biết. Ờ, của ông Thanh. Sao có cả tên danh này? Cho em xem. Hai chai bia đào tặng anh danh soái ca. Em xuống nhà hâm lại đồ cho anh nhé. Ờ, không cần đâu. Ở bên viện có cái sinh nhật, anh ăn rồi uống cốc bia luôn rồi. Đúng rồi, là ba anh em. Cái gì đấy? Anh tính toán xong rồi thì anh biết đi, anh sẽ phải làm cái gì? Anh để quyền trong túi áo, đâu có nghĩ tình huống này đâu. Karaoke, câu đàn cơn. Tổng hóa đơn là 4.200.000. 4.265.000. Ờ. Ui sao cái quán này nó đắt một cách cắt cổ thế. Xem nào. Cái giá cao nhất là 1.800.000. Là cái gì? Là 1 tiếng 20 phút. Là bấm bài. Phí bấm bài là như thế nào nhỉ? Có nghĩa là nhân viên bấm bài hát theo yêu cầu của khách ấy chị. Chỉ có bấm ở trên màn hình tít 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 thôi mà. Thì lý do gì mà đến 1.800.000? Hả? 1.800.000 ấy à? Tôi mất 6 két bia của chị rồi đấy. Thà rằng là mấy anh em cứ ở nhà uống bia đi, cho chị đỡ tiếc. À, có phải là cái hôm mà anh nói với em anh uống bia nhân dịp sinh nhật đồng nghiệp của anh đúng không? Sao anh lại nói dối em? Em có bao giờ cấm đoán anh mấy cái chuyện đấy đâu. Anh... Vẫn chưa hết đâu. Chị đọc tiếp đi. Hai chai bia Đào tặng anh danh soái ca. Không phải, nó biết... Ôi! Đào là ai? Con Đào là đứa nào? Ôi, tôi chết rồi. Cả ba anh em này là rủ nhau đi karaoke, mất nét à? Hả? Mất nét cái gì? Cái chị nói thế chết em, không hát toàn bình thường hát văn hóa là chị ơi. Cứ nghĩ lung ta lung tung thế. Hát bình thường. Hát bình thường hát văn hóa thế tại sao mà cái bill có mỗi 3 người mà đi vào hết 4.200.000? Mà bình thường ấy, anh Công chưa bao giờ là người yêu âm nhạc cả. Mà cái vấn đề là 1.800.000 này là dùng để bấm bài. Nó chỉ đơn giản là bấm ở trên cái màn hình kiểu tít 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 như thế này thôi. Nó không phải là ban nhạc sống. Nếu không phải ban nhạc sống thì lý do gì mà đến 1.800.000? Vậy là quán karaoke Golden Girl có cả ban nhạc chơi nhạc sống trong phòng riêng, cho nên mới mắc như vậy đúng không? Không, bỏ ngay suy nghĩ đấy là khổ quá. Hát bình thường chị ơi, cái phí dịch vụ ở cái quán này nó đã thật. Nhưng mà anh em là xuống đến cái lúc xuống thanh toán rồi mới biết. Còn bấm bài nhá, em thề bấm bài là cái khung vô tít tít thật. Thế nhưng mà lý do gì mà ba anh em lại phải đi hát karaoke? Lý do gì? Đang vui vẻ lắm hay sao mà tự nhiên lại rủ nhau đi hát karaoke? Trong khi rõ ràng là anh của mình có đang bị mất nhẫn cưới mà. Còn chưa tìm thấy cái nhẫn cưới mà. Sao tự nhiên ba người rủ nhau đi vào ca hát văn nghệ văn gừng ở trong đó. Nó nghe nó thật sự là gọi là chối tai ấy. Thật. Ừ, mà sao mấy đứa không tự bấm đi? Tại sao phải thuê bấm? Cái việc đấy chị thấy cũng có nặng nhọc gì đâu mà tự dưng lại đi mất cả 1.800.000. Trong khi là cả ba anh em chẳng có ai là người yêu âm nhạc cả. Mất cả 4.265.000. Thôi em lạy chị Phương. Điều quá. Em lạy cả chị Phương, lạy cả ba bà. Phải nói thật là với cái trí tưởng tượng và cái khả năng suy diễn của ba bà thì ba anh em bọn tôi thì nói kiểu gì cho lại nào? Các anh đang bối rối, đang khó xử và đang phát điên lên vì ba chị em không tin các anh đúng không? Đúng. Có biết vì sao không ạ? Vì việc ba chị em có tin tưởng các anh hay không đó không phải là bản chất của sự việc. Bản chất của sự việc này là các anh không nói thật. Từ nãy đến giờ chưa có một lời nào là không thật. Đây là do các chị em không tin. Xong bây giờ mình cứ đi tra khảo nhau về một cái chuyện đã xảy ra rồi. Mệt mỏi kinh khủng. Vậy cho em xin lỗi. Để em nói lại. Bản chất của sự việc này là các anh chưa nói hết sự thật.